1. Tham cầu thiện xảo. A Nan, khi thọ ấm đã hư diệu, không còn vướng mắc các tà lự, phát minh tính viên định trong tam ma đề, tâm mong muốn có được sự sáng suốt viên mãn, thúc bách tư tưởng tham cầu thiện xảo. Giảng: A Nan, khi thọ ấm đã hư diệu, không còn vướng mắc các tà lự, không còn một niệm tưởng xấu ác nào có thể khuấy động hành giả được nữa, phát minh được viên định trong tam ma đề, tâm mong muốn có được sự sáng suốt viên mãn, nên thúc bách tư tưởng tham cầu thiện xảo. Thúc bách có nghĩa là quá sức tinh rồng trong việc quán chiếu lại nội tâm, đó cũng là trạng thái viên minh. Hành giả mong cầu có được phương tiện thiện xảo để giáo hóa chúng sanh, tâm tham cầu do vậy mà phát sinh. Khi ấy thiên ma chờ được cơ hội thuận tiện cho tinh thần gá vào người khác, dùng miệng người đó giải thuyết kinh pháp. Giảng: Khi ấy thiên ma lục dục thiên chờ được cơ hội thuận tiện, biết hành giả tu tập định lực gần hoàn chỉnh, nó đợi dịp thuận tiện để gá vào. Nó định đập một vài cá tính của hành giả để mở đường thâm nhập. Khi định lực của hành giả thiếu kiên cố thì lối vào hiển bày. Một khi hành giả sanh khởi vọng niệm thì định lực không còn kiên cố nữa, và thiên ma liền có dịp may để gá vào. Vậy nên nói ma được cơ hội thuận tiện. Cho tinh thần gá vào người khác, dùng miệng người ấy giảng thuyết kinh pháp. Thiên ma ra lệnh cho đồ chúng của nó đến nơi đó phá hủy định lực của người tu hành kia. Trước khi sắc ấm và thọ ấm hết sạch, thiên ma chiếm đoạt và quấy rối người tu hành. Nhưng sau khi sắc ấm và thọ ấm tiêu dung, hành giả đến phạm vi tượng ấm, thì thiên ma không thể chiếm đoạt hành giả được nữa. Nó phải chiếm đoạt thân xác của người khác, rồi giảng pháp cho hành giả ấy nghe thông qua miệng người mà ma đoạt được thân xác. Người ấy giảng kinh, nhưng pháp người ấy giảng lại là tà pháp, nên các ông phải nhận thức cho được điều sai lạc ấy. Người này không biết bị ma gá vào, tự tuyên bố chứng được vô thượng niết bàn, mà đến nơi hành giả đang móng tâm tham cầu thiện xảo. Nó trải tòa rồi thuyết pháp, trong chốc lát nó hiện thân tỷ khưu, khiến cho hành giả được thấy. Hoặc quá làm đế thích, làm phụ nữ, hoặc tỷ khưu ni, hoặc hiện thân phát ra ánh sáng khi nằm trong bóng tối. Các ông có thể thấy được tệ hại ra sao khi gặp phải ma cảnh này. Người này thật không biết bị ma gá vào, thật là vô lý khi ma lại đến giúp đỡ anh ta. Tự mình tuyên bố chứng được vô thượng niết bàn, anh ta tuyên bố đã được diệu quả niết bàn. Khi ma đến nơi hành giả đang tham cầu thiện xảo, nó trải tòa rồi thuyết pháp cho hành giả đang mong cầu thiện xảo nghe. Trong chốc lát, nó nhanh chóng, nó có thể quá hiện làm tỷ khưu, khiến cho hành giả được thấy, quá làm đế thích, vua trời, làm phụ nữ hoặc tỷ khưu ni. Khi hành giả tham cầu thiện xảo, thấy thế sự biến hóa như vậy, bèn nghĩ, ông ta ác hẳn là Quán Thế Âm Bồ Tát, mà không hề biết đó là thiên ma. Đó là lý do tại sao các ông không nên dính mắc với bất kỳ cảnh giới nào mà các ông chứng được, không bất luận đó là cảnh giới gì. Hoặc hiện thân phát ra ánh sáng khi nằm trong phòng tối. Khi người không hiểu Phật Pháp nhìn thấy vậy, liền thán phục: Ồ, thân thể ông ta phát ra ánh sáng. Nếu ông ta không là Phật thì ít nhất phải là Bồ Tát hay A-la-hán. Họ không nhận ra rằng người ấy đã bị ma dương gá vào, nó thi thố thần thông để đánh lừa người tu hành. Do vậy, khi hành giả chưa hiểu rõ ràng tường tận Phật Pháp một cách chân chính, thì không nên để mình bị xoay chuyển bởi cảnh giới mình đã thấy được. Dù cảnh giới ấy là gì đi nữa, đừng trở nên dao động bởi những cảnh giới ấy. Quý vị nên xử trí thế nào khi gặp cảnh giới như vậy? Xem như không có gì tồn tại cả, xem cảnh giới ấy như chưa từng thấy vậy. Nếu quý vị trở nên phấn chấn khi thấy ma, thì quý vị sẽ bị xoay chuyển bởi ma cảnh. Vậy quý vị nên hành xử ra sao? Chỉ nên duy trì tinh thần trung đạo, không thích mà cũng không ghét, thấy như chưa từng thấy, nghe như chưa hề nghe. Quý vị không nên nghĩ rằng thật là kỳ diệu, ước gì ta gặp lại lần nữa. Nếu quý vị có tư tưởng ấy là liền mắc vào sai lầm.
Hành giả ngu mê lầm cho đó là Bồ Tát, tin lời giáo hóa của ma, tâm bị dao động nên phá luật nghi của Phật, lén lút làm chuyện tham dục. Giảng: Hành giả, người tu tập chánh định ngu mê lúc này lầm cho đó là Bồ Tát. Khi thấy một người có thể hiện làm tỷ khưu, đế thích hoặc nữ cư sĩ hoặc tỷ khưu ni, hoặc bỗng chốc biến hóa từ người này sang người khác, hành giả cho rằng người này ác hẳn là một vị Bồ Tát. Rồi anh ta tin lời giáo hóa của ma, khiến tâm bị dao động nên phá hủy luật nghi của Phật giới. Ta nên quan sát điều gì nơi người tu hành? Hãy xem họ có giữ giới luật của Phật giới không. Nếu họ không trì giữ thì đó chắc chắn là ma. Nếu người ấy tinh nghiêm gìn giữ giới luật thì đó chân thực là một vị Bồ Tát. Thế mà có người tự xưng là Phật tử, tự gọi mình là trưởng lão hòa thượng, tự khoác thêm vào nhiều danh hiệu khác, và lén lút làm chuyện tham dục. Nó lén lút làm chuyện dâm dục mà cố gắng giấu giếm, không cho mọi người biết. Người ấy ưa nói những chuyện tai ương quái dị, hoặc nói Như Lai xuất hiện chỗ nọ chỗ kia, hoặc nói có kiếp quả, hoặc nói có đao binh, dọa cho người sợ hãi, khiến họ vô cớ tiêu tán của cải tài sản. Giảng: Người ấy, người bị ma gá, ưa nói những chuyện tai ương quái dị, những biến chuyển kỳ lạ. Người bị ma gá thường thích nói những điều gì? Họ thích nói về những tai họa, những biến cố thảm khốc. Họ có thể nói về mọi tai ương chắc chắn sẽ xảy ra chính xác ở một nơi nào đó, hay một điềm lành sẽ xảy ra ở một nơi nào đó, hay một biến động bất thường sẽ xảy đến, hoặc nói Như Lai xuất hiện ở một nơi nào đó. Anh ta nói: Ông có biết gì không, Đức Phật đó, danh hiệu ấy đã xuất thế ở nơi kia rồi. Hoặc nói đến thảm khốc của kiếp quả, hoặc nói đến chiến tranh đao binh. Anh ta nói: Tam tai, thủy, quả, phong và bát nạn đã đến với chúng ta rồi. Hoặc nói kiếp này sắp hoại diệt rồi, hoặc dọa chiến tranh sắp sửa xảy ra nơi đây, hoặc nói Liên Xô sắp khai chiến với nước ấy, nước kia, dọa cho người sợ hãi, khiến họ vô cớ tiêu tán của cải gia sản. Anh ta luôn luôn nói những điều để thu hút sự chú ý của mọi người, rồi khiến họ bị dao động. Một khi mọi người nghe tin này, họ hốt hoảng lên: Ô không, chiến tranh sắp xảy ra, mạng sống ta nguy rồi. Hoặc ma nói: Chiến tranh sắp xảy ra, nếu các ông nộp tiền cho tôi ngay, tôi sẽ bảo đảm sinh mạng cho ông an toàn. Nếu ông không đưa tiền cho tôi, ông sẽ bị mất mạng. Nó luôn nói như thế để lừa mọi người. Nếu ông muốn xác định ai là người chân chính hay giả dối, dù người ấy là Bồ Tát hay Thiên Ma, ông chỉ cần nhìn vào các điểm sau. Trước hết, xem xét người đó có tâm tham dục không. Thứ hai, xem người ấy có tham tiền không. Nếu người ấy lừa lọc mọi người để thỏa mãn lòng tham lam tài sản, lòng hiếu sắc, thì người ấy không phải là người chân chính. Thế nào là tham tài? Ví dụ, người ấy có thể nói: Có một tai họa lớn sắp xảy ra nơi chúng ta, thế giới sắp đến hồi tận diệt. Một quả bom nguyên tử sắp nổ ở nơi kia, một quả bom hắt sắp thả vào chỗ kia. Nó nói những chuyện như vậy làm cho mọi người hoang mang, rồi đem tiền bạc đến dâng cho nó. Nếu các ông tỉnh giác với mẹo lừa của nó, ngay cả khi nó phóng ra ánh sáng, nó làm cho đất chấn động hay làm những việc kỳ đặc khác nữa, các ông cũng không nên tin nó, vì nó có tâm tham. Một người không có tâm tham mới là người chân chánh. Một người tham lam là người giả dối. Phương pháp tôi dạy hiện nay là thực hành và khảo nghiệm thực tế. Đây gọi là giống quỷ quái, tuổi già thành ma quấy rối người tu hành. Sau khi quấy phá chán rồi, nó rời bỏ thân người vừa gá vào, nên cả thầy trò đều rơi vào lưới pháp luật. Giảng: Đây gọi là giống quỷ quái, sống một thời gian dài, tuổi già thành ma. Nó chuyên quấy rối người tu hành. Sau khi quấy phá chán rồi, nó rời bỏ thân người vừa gá vào. Cuối cùng nó chán trò chơi này, nó đã thấy đủ rồi, nên nó thôi gá vào người khác. Khi điều này xảy ra, cả thầy trò đều rơi vào lưới pháp luật. Nó bị chính quyền truy nã, bị tố cáo là kích động quần chúng, có thể bị tử hình hoặc những án tù tương đương như thế. Ông phải nên biết trước để khỏi rơi vào luân hồi. Nếu mê lầm không biết sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Giảng: Ông phải nên biết trước để khỏi rơi vào luân hồi. Các ông phải nên sớm tỉnh ngộ điều này và đừng sa vào dòng sinh tử của ma dương.
Nếu Bê Lầm không biết, trong tương lai sẽ đọa vào ngục vô gián. Ha ha ha, 问什么的说呵